Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm bạt để che chuồng trại chăn nuôi. Đầu tiên là các bạn phải có chuẩn bị cho mình là chuẩn bị cái dòng dọc 300 kg. Sau đó là chuẩn bị thêm dây dù nhé các bạn nhé. Và chuẩn bị bạt. Bạt thì các bạn nhớ may ấy, thì các bạn sao mà may để đút được cái ống thép cái 21. Đây thép. Ống thép 21 đây. Đấy. Đấy, tất cả cái khâu chuẩn bị như này. Và khi mà đã lên bạt ấy thì các bạn nhớ giúp cho mình này là các bạn buộc một đầu ở trong. Đây. Xong các bạn treo dòng dọc lên như này cho mình. Đây. Cho mình thả bạt xuống cho các bạn xem. Sẽ rất là tiện đấy các bạn nhé. Đấy. Đây, thì cái lúc mà ban ngày ấy thì mình chỉ cần kéo lên như này là được các bạn ạ. Đấy, mình chỉ kéo lên. Bình thường thì mình hạ xuống. Nguyên đây, việc kéo lên cho anh này cái. Nguyên đây. Đấy nhá. Đây, kéo lên. Đấy, bây giờ em mình sẽ giúp mình kéo cái bạt này lên. Đấy, các bạn nhìn nhá này. Đấy, các bạn kéo đều, hai tay đều nhá. Để bạt đỡ quấn nhá. Đấy. Đấy, rất là tiện luôn các bạn ạ. À, xong các bạn mắc dây vào là xong. Đây, chuồng trại của khách mình là rất nhiều chim công đấy các bạn ạ. Chim rất đẹp. Bạn nào thấy giải pháp của mình hợp lý thì cho mình xin một like, một chia sẻ nhá. Mình xin cảm ơn nhiều.